Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thương người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, mình xin danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì tiếp đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chúi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy có thì sẽ mở cho. Vì hễ ai tìm thì được, ai tìm thì gặp, ai có thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bò cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, câu lời Chúa ngày hôm nay làm cho ai cũng thấy phấn khởi. Vì Thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Và trong câu đáp ca chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần cái niềm tin và tình thương của Chúa. Này Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhận lời con. Thế nhưng bài đọc một lại làm cho chúng ta phải nghĩ khác đi. Chúa có ý định trừng phạt Sodoma và Gomorra là 2 thành phố tội lỗi. Ông Abraham đã đứng ra nài xin Chúa để tha cho 2 thành phố đó, và ông đã đưa ra cái giá phải để mà nài nỉ. Nếu như ở đó có 50 người công chính thì sao? Thì Chúa nói nếu có 50 người công chính thì ta sẽ không đốt. Và ông hạ giá xuống 45 người, rồi 40 người, rồi 30 người, rồi 20 người, và cuối cùng là còn có 10 người. Thế nhưng lời nài nỉ của ông không được Chúa nhận, và Sodoma cũng như Gomorra đã bị cháy hết thành lửa. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi với Chúa làm sao đây? Lúc thì Chúa nói các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Rồi có lúc thì lại xin mà không được, tìm mà không gặp, gõ mà không thấy mở. Vậy thì làm sao đây? Có một bài thơ trong một tác giả vô danh mà Hồng Y Phun James Sin, Tổng giám mục Manila, rất là thích và thường đưa ra trong các bài giảng của Ngài. Bài thơ đó: Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi, và Chúa trả lời không. Ngài nói khiêm nhường là sống thật với chính mình. Đó là điều con phải sống.
Và bình thường là chúng ta nghĩ kim giường là hạ mình xuống, hay là coi mình là không, vân vân. Mà kim giường thực ra nó đơn giản lắm, là sống thật với chính mình. Nếu có ai khen ta thì sống thật với chính mình là sao? Ta có điều tốt, và điều tốt đó bởi đâu mà ra? Ơn Chúa ban. Vậy thì sống thật với chính mình là ta trả ơn Chúa. Còn nếu có ai chê ta, mà chê đúng thì sao? Thì ta vui mừng nghe lấy và sửa. Còn nếu chê sai thì sao? Chê sai thì trả ơn Chúa. Người đó thấy cái sai này mà không thấy bao nhiêu cái sai khác, còn biết bao nhiêu những cái tội lỗi, thì nói được là ta xấu hổ nếu có ai biết được. Mà may quá người đó không biết. Và giả dụ người ta chê ta mà vì ác ý, vì mà vu khống, thì ta nhìn lên Chúa Giêsu và Chúa đã chịu đau khổ vì những cái kiêu ngạo của ta, chịu thể nhục, thì ta thấy mình nhiều lúc mình kiêu ngạo, mình đưa mình lên một cách bất xứng. Khiêm nhường đơn giản thì là sống thật với chính mình. Mà nếu ai không sống thật với chính mình thì sao? Là kiêu ngạo. Vậy thì hỏi rằng làm sao Chúa ban được nếu mà tôi không muốn sống thật với chính mình? Nếu mà tôi cứ muốn khoe về những cái không phải của tôi tự hào về những điều tốt lành mà Chúa ban. Tôi đã xin Chúa mà cho tôi sự kiên nhẫn và Chúa trả lời không. Ngài nói rằng kiên nhẫn là hoa trái của nghịch cảnh và thử thách. Tôi phải tự tay hái trái đấy. Tôi muốn là một người kiên nhẫn mà thấy thử thách thì sợ, thấy nghịch cảnh thì chạy thì trốn. Thì làm sao tôi thành một người kiên nhẫn được? Kiên nhẫn là hoa trái của nghịch cảnh và của thử thách. Và ta thấy trong lịch sử nhân loại, nhiều người nhân tài, nhiều danh nhân đã gặp nghịch cảnh. Mà lúc đó có người gặp nghịch cảnh thì buông xuôi thì chết luôn, thì gục ngã. Còn những danh nhân là những người vượt qua nghịch cảnh để mà vươn lên. Và lúc đó chính nghịch cảnh, chính thử thách đó làm cho họ trở nên những con người kiên nhẫn. Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ. Và Ngài trả lời không. Đau khổ là cần thiết để cho một người có sức mạnh nội tâm, để người ta có thể làm chủ được chính mình và để sống vị tha. Và ai cũng muốn mình là một người có sức mạnh, là một người làm chủ được mình, là một người vị tha. Mà rồi lại trốn chạy đau khổ thì làm sao? Ví dụ như là đi cũng làm công việc chung với nhau, xách cái xô nặng với cái xô nhẹ, thì tất nhiên ai cũng thích xách xô nhẹ. Nhưng mà nếu bây giờ tôi tìm cái xô nhẹ tôi xách, thì tôi sẽ cái tay tôi nó sẽ yếu, rồi tôi cũng không bảo được cái bụng của mình, và nhất là tôi không sống vị tha được, tôi sống vị kỷ. Còn ngược lại đi làm việc chung, cái xô nặng tôi xách thì nó khổ hơn, thì tôi mới khỏe, khỏe cái tay và khỏe cái lòng. Tôi mới có sức mạnh ở trong lòng mình, sức mạnh nội tâm, rồi tôi mới có làm chủ được mình. Một người ăn cái mình thích mà bỏ cái mình ghét thì còn lâu mới làm chủ được chính mình. Người làm chủ được chính mình như một đàn mẹ đó, thì dù là đói nhưng mà nhường cái miếng ăn cho con, dù là khổ nhưng mà rồi vì nuôi con mà phải chịu khổ. Và nhất là ai mà tránh đau khổ thì không thể sống là một người vị tha được. Tôi đã xin Chúa đừng để cho tôi đau khổ, và Ngài trả lời không. Ngài nói rằng đau khổ là cần để mà có sức mạnh, để làm chủ được mình và để sống vị tha. Người nào trốn đau khổ thì đừng. Và cuối cùng tôi đã hỏi, vậy Chúa có yêu con không? Và Chúa trả lời có. Con cứ nhìn lên cái thập giá thì con hiểu được ta yêu con như thế nào. Bài đọc 2 chúng ta cũng nghe thấy nói về thập giá. Khi ta không được những cái như ý ta xin, ta tưởng rằng Chúa không yêu mình. Thế nhưng nếu mà có ai chết vì ta, hỏi người đó có yêu ta không? Có chứ.
Trong bài đọc 2 chúng ta đã nghe thấy Chúa đã làm gì ở trên thập giá. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ bản văn tự kết án chúng ta. Ngài đã hủy bỏ bản văn tự kết án bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Hay nói cách khác, Chúa đã chịu tội thay cho ta. Vậy thì cái điều quan trọng là chúng ta cứ xin những điều mình muốn mà không xin cái điều Chúa muốn. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những điều tốt lành nhất, ngay cả Chúa đã sẵn lòng chịu chết cho chúng ta được sống, thì không có điều chi tốt lành mà Chúa không ban. Chỉ có điều là xin cho chúng ta đừng xin, đừng tìm những điều mình muốn, mà hãy tìm những điều Chúa muốn. Xin đừng theo ý mình mà noi gương Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Ở đó Chúa là gương mẫu cho chúng ta. Trong vườn cây dầu Chúa đã xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con mà cho ý Chúa được thực hiện. Một người mà biết tìm kiếm điều Chúa muốn, người đó sẽ tìm kiếm được cái hạnh phúc, cái bình an và cái niềm vui không bao giờ mất mà Chúa muốn ban cho những ai tìm kiếm điều Chúa muốn. Amen.